Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 13 ba tháng 5 năm 2020 và là ngày thứ tư ở Hoa Kỳ thường nào ở Cali Và trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn về một số những tài liệu và tin tức liên quan tới cái gói hỗ trợ mà đã được đề cập tới ngày hôm qua Gói hỗ trợ này được đề cập tới bởi đảng Dân Chủ với con số lên tới là 3.000 tỷ đô la Thì trong gói hỗ trợ này sẽ có những chi tiết như thế nào các bạn cũng nên nhớ là cách đây 2 tuần khi mà Thuận đăng cái video Đó chính là video 554 Mỗi người Hoa Kỳ nhận 2.000 đô một tháng Thì 2 tuần sau chúng ta cũng nên nhận được tin tức chính thức Là có hỗ trợ kế tiếp đã sẽ có những gì Thì trong video này chúng ta sẽ nói tới một số điều Điều đầu tiên chúng ta sẽ nói tới là tổng quát gói hỗ trợ này là bao gồm những điều gì Thứ nhì chúng ta sẽ nói thêm chi tiết về cái vấn đề liên quan tới nhiều bạn quan tâm tới nhất Đó chính là cái số tiền cho mỗi người dân trong những cái video sau này thông sẽ nói thêm về vấn đề liên quan tới cái số tiền được dùng trong cái hỗ trợ này là đến từ đâu và có ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế cũng như là ảnh hưởng đến những cái tài sản như là Bitcoin và vàng là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận ở trên các mạng xã hội Các bạn có thể đi vào trang web thuậncaplo.com Link ở phía dưới video này và bấm vào giới thiệu để các bạn có thể lấy được những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter Bây giờ chúng ta hãy trở lại với lại cái gói hỗ trợ này bao gồm những cái điều gì trong đó thì bây giờ trước hết chúng ta hãy nói tới một số những tài liệu căn bản về cái hỗ trợ này mà các bạn cần nên biết điều đầu tiên thì các bạn nên biết là cái gói hỗ trợ này là một cái đề xuất bây giờ vẫn chưa có được bỏ phiếu hạ viện và chẩn đoán là thứ sáu tuần này mới bỏ phiếu hạ viện và bây giờ nhiều người cho là gói hỗ trợ này sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi mà lên trên thượng viện đi được bỏ phiếu cho nên các bạn thấy được là bây giờ chỉ là một đề xuất tất cả những gì mà chúng ta nói tới trong video này là sẽ được thay đổi tại vì các bạn thấy là thứ sáu này sẽ bỏ phiếu ở hạ viện nếu như mà thông qua ở hạ viện mà không cần phải điều chỉnh gì thì chúng ta mới lên được thượng viện sau đó nếu như mà thông qua ở thượng viện thì chúng ta mới đến được tổng thống donald trump để mà ký sau đó thì gói hỗ trợ này mới có hiệu lực thì các bạn cũng thấy được là đây chỉ là cái bước đầu tiên và cơ hội mà những cái điều mục được thay đổi là một điều mà có khả năng rất là cao từ lúc mà được đưa ra để bỏ phiếu hạ viện cho đến lúc được ký với tổng thống Donald Trump nhưng mà dù sau đây nữa tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về những gì mà chúng ta đã biết về gói hỗ trợ này thứ nhì các bạn thấy được là cái số tiền mà cần thiết cho hỗ trợ này chuẩn đoán nó lên tới 3.000 tỷ đô la một con số vô cùng lớn Các bạn cũng đã nhớ là cái gói hỗ trợ đầu tiên khi mà dịch bệnh xảy ra mà được thông qua Đó chính là gói hỗ trợ mà nhiều người biết tới là mỗi người dân được 1.200 đô Thì các bạn thấy là gói hỗ trợ đó là 2,2 nghìn tỷ đô la Mà lúc đó nhiều người cho là gói hỗ trợ cực kỳ lớn Nhưng mà gói hỗ trợ này nếu như mà được thông qua ở những cái chi tiết hiện tại Sẽ lên tới 3.000 tỷ đô la là gói hỗ trợ lớn nhất từ trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới bây giờ và điều thứ ba các bạn cần nên biết là gói hỗ trợ này tùy theo là các bạn đếm như thế nào nhiều người cho đây là gói hỗ trợ thứ ba nếu như mà được thông qua tại vì các bạn thấy được là cái gói 2,2 nghìn tỷ đô la là gói đầu tiên cái gói mà 484 tỷ sau đó là gói thứ nhì và bây giờ là cái gói 3 nghìn tỷ đô la là cái gói thứ ba nhưng mà thật ra nhiều người cho đây là gói thứ tư tại sao tại vì các bạn thấy được là những cái đề xuất trước đó Thật ra đã có hai phiên bản mà đã thất bại sau đó cái phiên bản thứ ba mới được thông qua là phiên bản 2,2 nghìn tỷ đô la mà chúng ta biết nhưng mà cái lúc mà ký cái phiên bản 2,2 nghìn tỷ đô la đó thì ai cũng biết là sẽ còn một đợt hỗ trợ kế tiếp nhưng mà trong cái thời gian mà chờ đợi cho cái phiên bản kế tiếp phiên bản thứ tư được đưa ra thì những cái công ty nhỏ cần thêm tiền để mà được hỗ trợ cho nên cuối cùng đã ký thêm một cái phiên bản như người cho là phiên bản 3.5 là 484 tỷ cho nên nếu như phiên bản này được thông qua nhiều người cho là phiên bản thứ tư đây là ba điều căn bản về gói hỗ trợ này. Bây giờ chúng ta hãy nói tới là những gì mà đã được đề cập tới trong cái gói hỗ trợ mà được đề xuất bởi đảng dân chủ ngày hôm qua và cái phiên bản gói hỗ trợ này là dài 1.800 trang gọi là Hero Act và trong đó đây là những điều mà nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn và trong những điều nổi bật này có hai điều mà tôi nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm tới đó chính là về việc tiền đến được với người dân và trên Facebook ngày hôm qua mình cũng đã chia sẻ một số những cái tóm tắt về gói hỗ trợ này. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào những điều này, sau đó chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về hai điều mà mình nghĩ là nhiều bạn quan tâm tới. Điều đầu tiên đó chính là gần 1.000 tỷ đô la sẽ được để riêng ra dùng để cứu trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương thường thấy là đây là một điều mà đảng dân chủ đã đòi hỏi từ bấy lâu nay cho nên việc mà để riêng ra một số tiền để mà cứu trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương là một điều mà thường cảm thấy là không ai quá bất ngờ và các bạn có đã biết là trên channel thường capital này chúng ta chỉ nói riêng về tài chính thường không phải là người về chính trị cho nên thường cũng không có muốn đi sâu và chi tiết giữa các đảng như thế nào thường chỉ đơn giản là muốn đem đến cách nhìn về mặt tài chính với các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói tới cái điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là một điều mà nhiều bạn quan tâm tới đó chính là sẽ có thêm 1.200 đô cho mỗi người và tối đa là 6.000 đô cho một hộ gia đình. Chúng ta sẽ đi sâu về vấn đề này một lát nữa. Và điều thứ ba là sẽ để riêng ra khoảng 200 tỷ đô la trong gói hỗ trợ này dùng cho việc chi trả rủi ro cho những người mà lao động thiết yếu có nghĩa là trong thời gian mà dịch bệnh xảy ra thì có nhiều người vẫn phải đi làm tại vì công việc của họ đòi hỏi họ phải đi làm như là họ làm ở chợ hay là họ làm cho những cái công ty mà vẫn mở cửa những công ty tài chính hay là họ làm việc cho bệnh viện thì những người đó là họ vẫn phải đi làm cái số tiền mà 200 tỷ này sẽ dùng để mà chi trả rủi ro cho những người mà đã phải đi làm trong thời kỳ mà mọi người đang ở nhà. Điều thứ tư được đề cập tới đó chính là 75 tỷ đô la dùng để mà chi trả thử nghiệm dịch bệnh và dùng để theo dõi liên hệ người bệnh. Và đây là một điều mà Đảng dân chủ cho là thiết yếu để có thể là mở cửa các doanh nghiệp trở lại, mở cửa nền kinh tế trở lại cần phải có đủ những cái kit cần phải có đủ những biện pháp để mà thử nghiệm người dân mà nếu như mà người đó bị bệnh thì phải có cách để mà truy tìm những người mà đã liên hệ với người đó trong một khoảng thời gian. Điều thứ năm được đề cập tới đó chính là gia hạn 600 đô mỗi tuần quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp liên bang. Có nghĩa là cái 600 đô một tuần đó những người nào mà đang thất nghiệp hiện bây giờ thì có thể nhận được 600 đô từ liên bang và nếu như tiểu bang có tiền bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang nhưng mà 600 đô mỗi một tuần đó thì sẽ hết hạn vào tháng 7 cái gói hỗ trợ này nếu như mà được thông qua thì sẽ tiếp tục gia hạn 600 đô mỗi tuần như người thất nghiệp cho đến tháng 1 năm 2021 đây là một điều mà chúng ta cũng sẽ nói tới một lát nữa Điều kế tiếp được nói tới là 175 tỷ đô la dùng để hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền trả tiền nhà cho ngân hàng. Điều kế tiếp đó chính là trợ cấp cho người mất bảo hiểm sức khỏe từ các công ty mà tài trợ. Có nghĩa là nếu như là các bạn đang làm việc cho công ty nhưng mà công ty các bạn cắt bảo hiểm tại vì trong thời kỳ dịch bệnh công ty không có còn tiền để mà trả bảo hiểm cho các bạn thì sẽ có một số tiền trợ cấp cho những người đó nếu như mà họ cần bảo hiểm y tế thêm tiền cho các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung là điều kế tiếp. Kế đó là các biện pháp được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ để giúp cho họ giữ nhân viên, chẳng hạn như là thêm 10 tỷ đô la trợ cấp. Tại vì các bạn thấy được là các doanh nghiệp nhỏ bây giờ là vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều kế tiếp là tiền dùng để tạo an toàn bầu cử trong cái đại dịch này và các điều khoản bỏ phiếu qua thư để cho dễ dàng hơn thì đây là một điều mà cũng là đảng dân chủ đã đề cập tới và đã đòi hỏi từ bấy lâu nay cho nên điều lợi này được đưa vào trong gói hỗ trợ mà đề xuất bởi đảng dân chủ thì cũng không gì gọi là quá bất ngờ và điều cuối cùng đó chính là một số tiền cứu trợ cho dịch vụ bưu chính hoa kỳ có nghĩa là bưu điện thì đây là sơ bộ những gì mà đã được đề cập tới trong cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ đô la này. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những chi tiết liên quan tới 1.200 đô mà sẽ được gửi đến cho người dân dựa theo cái phiên bản mà đang được đề xuất này. Thì các bạn thấy được là 1.200 đô này là thêm 1.200 đô rất tương tự như là cái đợt đầu tiên. Đợt đầu tiên các bạn thấy là được một lần. Thì cái đề xuất này cũng là được một lần. Thì các bạn thấy là điều tương tự ở đây đó chính là cái điều kiện để nhận 1.200 đô này về mặt thu nhập thì giống như là đợt đầu tiên có nghĩa là vẫn là nếu như các bạn làm dưới 75.000 đô thì sẽ được nhận đủ 1.200 đô. Nếu như mà các bạn làm từ 75.000 đô tới 99.000 đô thì lúc đó các bạn sẽ nhận được một phần ít hơn Và những người nào mà độc thân, thay thuế độc thân thì trên 99.000 đô các bạn sẽ không được nhận bất cứ một đồng nào. Một gia đình thì các bạn thấy được là vợ chồng thay thuế chung. Nếu như mà thu nhập tổng cộng dưới 150.000 đô thì sẽ nhận được 2.400 đô cho một cặp vợ chồng. Nếu như mà các bạn thu nhập từ 150.000 đô tới 198. 8.000 đô thì các bạn sẽ nhận được một phần của 2.400 đô và nếu như các bạn thu nhập hơn 198.000 đô cho một năm thì các bạn sẽ không được hưởng cái phần này. Nhưng mà trong cái đợt này cũng có một số điều khác biệt. Các bạn mới nhớ là cái đợt đầu tiên thì cũng là 1.200 đô cho mỗi người, một gia đình là 2.400 đô. Nếu như mà các bạn có con nhỏ dưới tuổi 17 tuổi thì mỗi đứa con sẽ nhận được thêm 500 đô cái đề xuất mà đang được nói tới thì tuy là cũng bắt đầu từ 1.200 đô cho một người, 2.400 đô cho một cặp vợ chồng. Nhưng mà nếu như mà các bạn là có người đang lệ thuộc vào mình, có nghĩa là các bạn có thể là có con nhỏ thì các bạn sẽ nhận được không chỉ là 500 đô mỗi một đứa con mà các bạn sẽ nhận được lên tới con số là 1.200 đô cho mỗi một đứa con và nhận tối đa là ba đứa con có nghĩa là một gia đình mà hai vợ chồng ba đứa con các bạn có thể nhận được con số là 6.000 đô 1.200 đô nhưng cho năm là 6.000 đô. Có nghĩa là cái số tiền mà được nói tới trong cái đề xuất này còn nhiều hơn là cái gói đầu tiên. Mà chi điều đó ra thì các bạn thấy được là có một số người mà không được nhận cái check 1.200 đô trong cái đợt đầu tiên đó chính là những người mà nhập cư hay là những người mà đang lệ thuộc trong phụ thuộc vào một người khác mà trên 17 tuổi. Trong cái đợt thứ nhì này, những người đó cũng sẽ có phần cho 1.200 đô mà đang được nói tới. Thì tôi nghĩ là câu hỏi kế tiếp mà nhiều bạn ra hỏi là khi nào thì mới nhận được cái số tiền 1.200 đô này. Thì như thường đã đề cập tới đầu video, đây chỉ là một cái đề xuất vẫn chưa được bỏ phiếu hạ viện. Sau đó còn thượng viện, sau đó còn tổng thống. Thì các bạn thấy được là trong thời gian bỏ phiếu này sẽ có nhiều chi tiết được thay đổi. Và có thể có nhiều người lo lắng là có khi nào thay đổi sau đó cái số tiền 1200 đô này là không còn nằm ở trong gói hỗ trợ nữa hay là không thì tôi cảm thấy là cái cơ hội đó là không có cao tại vì các bạn thấy được là có hai cuộc khảo sát mà tôi thường muốn đề cập tới khảo sát đầu tiên đó chính là cuộc khảo sát được chia sẻ bởi Wallet Hub đây là một khảo sát mà có quy mô rất là nhỏ, chỉ có 350 người tham gia Nhưng mà ít ra các bạn cũng có thể thấy được là 350 người này suy nghĩ như thế nào Về cái gói hỗ trợ mà có tiền cho người dân các bạn thấy được là 84% của những người mà đã tham gia cuộc khảo sát này nói là họ cần phải có cái tiền kế tiếp từ tín phủ, họ cần phải có cái chắc thứ nhì này. Chỉ có 16% nói là họ không cần. Và trong số người mà được tham gia khảo sát thì các bạn thấy được là 62% đồng ý là cái check thứ nhì này là nên gửi tới cho tất cả mọi người chứ không nên chỉ gửi tới cho người nào mà đang thất nghiệp và cuối cùng thì 64% của những người đã tham gia nói là họ trong vòng 3 tháng đổ lại họ sẽ hoàn toàn hết tiền. Cho nên các bạn thấy được là cái số lượng người mà đang trông chờ cái check thứ nhì này của chính phủ rất là cao. Cho nên khả năng mà cái phiên bản cuối cùng được thông qua mà không có tiền cho người dân là một khả năng mà tôi cảm thấy rất là thấp. Sau đó chúng ta sẽ nói tới một cái khảo sát khác mà có quy mô lớn hơn đó chính là khảo sát của CNBC. Và CNBC này là khảo sát chỉ dựa vào 6 tiểu bang quan trọng nhất trên cuộc bầu cử. Đó là những tiểu bang nào? Đó là tiểu bang Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania với lại Wisconsin. Đây là 6 tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử kế tiếp. Thì tổng số người mà tham gia cái cuộc khảo sát này là lên tới gấp 10 lần cuộc khảo sát của Wallet Có nghĩa là hơn 3.500 người. Thì trong 3.500 người này từ những tiểu bang quan trọng đã nói những gì? Các em thấy được là 94% nói là họ cần phải có thêm tiền từ chính phủ. Nhất là cái số tiền đó cần phải được hỗ trợ cho những người nào mà đang à, bị cắt lương, những người nào mà đang bị thất nghiệp. Và nếu như có thấy được thì họ muốn số tiền đó gửi tới cho đến khi nào mà dịch bệnh đã trôi qua, khủng hoảng đã trôi qua. Thứ nhì nữa là cái số lượng lớn người 74% nói là họ muốn có cái số tiền gửi tới hàng tháng và gửi tới cho mọi người. Không cần biết là người đó có việc làm hay là không có việc làm cho đến khi nào mà không còn dịch bệnh nữa. Và trong số những người mà nói là họ ủng hộ cái số tiền đến từ chính phủ gửi tới cho người dân thì những người đó là người trong đảng nào? các bạn thấy được là nếu chúng ta nói tới là đảng dân chủ thì 96% của đảng dân chủ gần như là 100% là ủng hộ chính phủ gửi thêm tiền tới những người dân còn những người mà independent có nghĩa là độc lập các bạn thấy là 74% nói là họ ủng hộ cái việc mà chính phủ gửi tới thêm tiền cho người dân và về đảng cộng hòa thì chỉ có 53% là nói là họ ủng hộ chính phủ gửi thêm tiền tới cho người dân. Và cuối cùng thì 22% của những người mà đã tham gia cuộc khảo sát của CBC nói là họ nghĩ là cái số tiền mà đã được in ra, cái số tiền mà đã được thông qua để mà hỗ trợ trong dịch bệnh này đã lên tới con số rất là cao. Thì các bạn thấy được là trong những cái tiểu bang mà quan trọng, sáu tiểu bang mà chúng ta mới vừa nói tới thì cái số người mà đang trông chờ thêm tiền từ chính phủ là rất cao. Cho nên tôi nghĩ là cái cơ hội mà không có tiền hỗ trợ cho người dân là một cơ hội rất là thấp khi mà cái phiên bản cuối cùng được thông qua. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là 600 đô tiền bảo hiểm thất nghiệp mỗi tuần. Thì cái gói hỗ trợ đầu tiên, cái gói hỗ trợ mà 2,2 nghìn tỷ đô la đó thì các bạn thấy là có để riêng ra một phần từ liên bang để mà hỗ trợ những người nào mà thất nghiệp vì dịch bệnh thì sẽ hỗ trợ 600 đô một tuần. Tiền thất nghiệp có nghĩa là 2.400 đô một tháng và nếu như mà tiểu bang của người đó có hỗ trợ tiền thất nghiệp tiểu bang thì các bạn sẽ nhận được tiền tiểu bang. Nhưng mà bình thường là không có tiền liên bang, chỉ có tiền tiểu bang. Thì các bạn thấy được là 2.400 đô là một con số tiền rất đáng kể cho nhiều người để họ có tiền xoay sở của dịch bệnh này. Nhưng mà cái số 600 đô mỗi tuần đó là chỉ hỗ trợ cho đến tháng 7 này là sẽ hết. Thì bây giờ trong cái gói hỗ trợ mà đang được đề xuất là cái gói hỗ trợ này muốn tiếp tục gia hạn cái thời gian 600 đô mỗi tuần đó đến tháng 1 năm 2021 Đây là một điều mà thường nghĩ là rất nhiều người đang mong đợi Cái số tiền 600 đô mỗi tuần này 249 đô mỗi tháng thì các bạn có thể nghĩ là cái số tiền quá lớn nhưng mà lại tiếp tục hỗ trợ mỗi tháng cho đến tháng 1 là con số vô cùng đáng kể tại vì bây giờ các bạn thấy là cái số lượng người thay thất nghiệp đã lên tới là hơn 33 triệu người Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những quốc gia khác thì đây không phải là một điều mà hoàn toàn không thể xảy ra có nghĩa là cơ hội mà 600 đô mỗi tuần được gia hạn tới tháng 1 là một cơ hội thường cảm thấy là cũng có rất cao. Tại vì gần đây chúng ta nhận được tin tức liên quan tới nước Anh ngày 12 tây hôm qua thì nước Anh đã tiếp tục gia hạn cái gói hỗ trợ của họ để mà hỗ trợ những người dân ở nhà 3.088 đô một tháng để mà ở nhà trong đại dịch bệnh này. Gói hỗ trợ đó đã được gia hạn cho đến tháng 10 năm 2020, có nghĩa là gia hạn thêm 5 tháng nữa. Cho nên cơ hội mà 600 đô tiền thất nghiệp mỗi một tuần đi gia hạn tới tháng 1 là một cơ hội thường cảm thấy cũng có rất cao. Và đây là những cái tài liệu mà thường muốn đem đến cho các bạn liên quan tới cái đề xuất 3.000 tỷ đô la được đưa ra bởi đảng Dân Chủ ngày hôm qua. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.